Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quy định mới nhất về việc mua nhà ở xã hội. Hà Nội thay đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất. Nhà ở phố cổ Hội An đua nhau giao bán Thưa quý vị, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm công bố công khai danh sách người được duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn giao dịch bất động sản hoặc tại trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư nếu có. Đó là thông tin được ban hành trong văn bản hợp nhất số 02 VBHN BXG về việc hợp nhất nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo đó trình tự thủ tục thuê thuê mua mua nhà ở xã hội tại các dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được quy định cụ thể như sau sau khi khởi công dự án chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án như tên dự án chủ đầu tư dự án địa điểm tiến độ thực hiện quy mô dự án số lượng căn hộ diện tích căn hộ giá bán giá cho thuê giá cho thuê mua tạm tính đối với từng loại căn hộ thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký công bố công khai tại cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng tại địa phương nơi có dự án trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án. Trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án theo quy định tại điều 22 của nghị định này và hướng dẫn cụ thể của Bộ xây dựng sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện theo quy định để lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên. Đồng thời phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại. Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Trước đó theo quyết định số 19 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố thì thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trả tiền đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong bảng giá đất hiện hành của thành phố từ 30 tỷ đồng trở lên thuộc chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm. Đối với đất bãi bồi ven sông, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mục đích sử dụng đất xác định theo dự án đầu tư được phê duyệt và quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan. Bên cạnh đó, quyết định số 24 bổ sung điều 12A quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá. Theo đó, niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất, đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các Điều 35, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định của pháp luật có liên quan. Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định của pháp luật có liên quan. Trải qua 2 năm đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh của những chủ nhà và khách thuê tại phố cổ Hội An Quảng Nam không còn như trước. Thời gian gần đây dù lượng khách du lịch đã trở lại, song nhiều chủ nhà vẫn không cầm cự được, do đó hàng loạt căn nhà tại phố cổ được đưa lên sàn giao bán. Bên cạnh đó cùng với sự ảm đạm của thị trường bất động sản, mức giá những căn nhà này cũng đã giảm nhẹ khoảng 10% sau vài tháng không tìm thấy khách mua. Điển hình căn nhà phố 2 tầng view sông nằm ngay mặt tiền đường Bạch Đằng gần cầu chùa đang giao bán với giá 55 tỷ đồng, tương đương với 550 triệu đồng một mét vuông. Điều đáng nói là vài ngày trước đây, căn nhà này còn được giao bán với giá 60 tỷ đồng. Dù đã giảm 10%, mức giá này vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Các môi giới cho biết căn nhà phố 100 m vuông này vẫn đang kinh doanh nhà hàng và có thể được cho thuê với giá khoảng 180 triệu đồng một tháng không có căn thứ hai để so sánh. Vị trí căn này nằm ngay trung tâm và luôn có lượng khách đông nhất phố cổ, người này khẳng định. Trong khi đó, một căn nhà khác cũng nằm trên tuyến đường này, có diện tích lên tới 230m2, chỉ có giá giao bán là 45 tỷ đồng. Hiện căn nhà vẫn được cho thuê kinh doanh làm nhà hàng. Cách đó khoảng 750m, một căn nhà phố có tổng diện tích 230m2, nằm trên đường Lê Lợi, có mặt tiền rộng 10,3m, đang được giao bán với giá 46 tỷ đồng. Đáng chú ý, căn này cũng được chủ nhà giảm giá khoảng 10% so với cuối tháng 2 năm nay và không giảm so với thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Vị trí căn nhà phố 2 tầng này nằm cách phố đi bộ khoảng 250m. Môi giới cho hay, trước đây căn nhà này được khách thuê cũ kinh doanh tiệm vải. Tuy nhiên, sau thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, căn nhà này tới nay vẫn để chống, chưa cho thuê trở lại do chủ nhà ưu tiên bán nhà. Người này cũng khẳng định vị trí này nằm gần khu vực sầm uất, những nhà hàng bên cạnh đều luôn đông khách nên rất dễ trong việc tìm khách thuê. Một môi giới bất động sản lâu năm tại thành phố Hội An cho biết, trước đây chủ những căn nhà này hầu hết là người dân sở hữu, tuy nhiên do dịch bệnh kinh doanh khó khăn, nhiều người buộc phải chuyển nhượng để xoay sở tài chính. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!